các bạn nha. Hồi nãy mình quay, mình lại gặp chiếc xe cuốc cần dài này nữa các bạn. Để mình quay cho các bạn xem chiếc xe cuốc cần dài này gấp đất lẻ trên sông nè các bạn. Có chiếc ghe chở đất kìa, chạy trên sông nè các bạn. Trời, chiếc ghe chở đất chạy rất là khẩm luôn các bạn ơi, khẩm cái mũi luôn rồi. Tài xế ngưng múc luôn để cho ghe chạy luôn. Đường này ghe xà lan với ghe chạy rất là nhiều nha các bạn. Không đầy gạo nó nhấn thêm nữa các bạn, nhấn thêm nữa lấy cho nó đầy gạo. Coi ghe nó chạy các bạn, bên kia chiếc máy cắt rồi, ở qua mặt chiếc mà ghe chở gạch luôn các bạn ơi.
ơi. Chiếc kè lúa rồi trời. Đất này đất sét đỏ nha các bạn. Gì vậy? Đất sét đỏ nó có nguyên khối nguyên cục kia các bạn, chứ nó không phải như đất kia nó bỏ gã bời rồi. Kéo cái phà vô hay gì các bạn. Ở ngoài kia có chiếc cu be nhỏ kìa, chiếc cu be mini chạy ở với phà chạy ngang đó kìa các bạn. Không có đầy gào rồi, nhấn thêm nữa các bạn ơi. Có một chiếc xe cuốc mini nó chạy bên kia nữa kìa các bạn, nằm ở dưới phà đây trên. Rồi xe cuốc nó đã ngưng rồi đó các bạn, nhả cần ra. Nhả cần ra đi trên gào luôn các bạn. Rồi mình kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha.